Xin chào nhau nhé. Hôm nay cái video này ấy, thì sẽ hướng dẫn là anh em lắp đặt một cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Ở đây em có là một cái đoạn cáp quang, nó khoảng đây là 455 m, đây 455 m, đây hai ba bó này. Đấy. Thì cái các vật dụng cần thiết, thứ nhất là cáp quang anh em nhé, cáp quang. Ví dụ anh em chạy trên 100 m thì anh em nên sử dụng cáp quang. Đấy, đây là cáp quang. Tùy vào cái địa hình anh em triển khai bao nhiêu mét thì anh em sẽ mua bấy nhiêu cái dây. Đấy, cái thứ hai nữa là cái mô đen phụ, đây là cái mô đen phụ tenda. Đấy, cái thứ hai này, một bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Bộ này thì có bộ A và bộ B. Đấy, con vector A và con vector B. Đó, nó cho phép anh em kéo xa 25 km nhé. Cáp quang thì được bấm hai cái đầu phát con ếch này. Ở đây là hai cây dây lan, hai cây dây lan ngắn 1 m. Đó, sẽ đi vào trong này để lắp thử cho anh em. Test thử cho anh em trước cái, đây là cái mô đen chính này. Test thử cho anh em trước cái con mô đen chính này nó tốc độ bao nhiêu nhé. Tầm 60 mê gì đấy. Đây là con mô đen chính này. TX8D này. Nha, cái mô đen chính là 80 m, 90 m đi. Đây. Đầu tiên thì anh em thực hiện cắm cái dây lan này trước nhé. Dây lan thì anh em cắm vào cổng 1, cổng nào cũng được, lan 1, lan 2, lan 3, lan 4 đều được. Cắm này, bộ chuyển quang anh em cắm con A hoặc con B đều được nhé. Đây nhá, cái TX này nhá, anh em cắm cắp quang. Còn đây là cái dây lan. Khi anh em cắm nguồn vào thì cái nguồn PV kép này nó sẽ sáng này, sáng đèn này. Anh em cắm vào đây nữa, nó sẽ lên hai đèn nữa. Cắm cái dây lan vào cổng lan của con vector nhá, sẽ sáng hai đèn nữa. Nếu mà không sáng thì là nó không thông, thì anh em phải kiểm tra lại nhé. Đây, nó phải sáng thêm 3 đèn nữa, 3 đèn. Tiếp theo anh em dùng cáp quang nhé, cắm vào cổng TX, hơi chật trội. Đây, TX đây. Anh em ở đây nó có một, trên cái đầu của phát con ếch này nó có một cái lẫy, anh em cắm đúng vào cái lẫy này là được. Khi mà anh em cắm, phải cắm bên này thì nó mới thông đèn nhé. Khi anh em kéo dây rồi ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng tiếp cái con vector tiếp. Thank you.
đây anh em cứ cắm luôn vào này. Anh em cắm cáp quang vào. Khi mà cắm hai bên thông với nhau ấy thì nó sẽ sáng đủ đèn. Ở bên này sẽ 6 đèn này, bên này là 4 đèn. Ok, đây 6 đèn rồi này. Đây là đang thông quang, còn lan mình chưa cắm. Đây là cái con wifi lan này. Tiếp theo anh em sử dụng dây lan nhé. Dây lan cắm từ cái cổng lan của con vector này, cắm vào cổng van nhé, cắm cổng van của model phụ. Cái phương thức cài đặt thì nó có mấy chuẩn cài đặt cơ. Ở đây mình đang để là IP động. IP động cho nên là mình sẽ cắm vào cổng van này, cổng van này. Khi mà cắm vào này, nó ở đây nó sẽ sáng đủ 6 đèn anh em ạ. 6 đèn này. Đấy. Đây. Đây cho anh em này. 6 đèn này. Đủ 6 đúng không? Mình sẽ cài cái con tenda này. Đây mình kết nối với cái con tenda này đã. À, hôm trước cái con này là cài rồi. Reset lại cái con này. Hôm trước cái con tenda này mình đã đi lắp thử ở đâu rồi. Nếu anh em reset anh em bấm cái công tắc đằng sau này. À cái nút reset ở đằng sau này, anh em giữ khoảng độ 10 giây. Tất cả các đèn ở trên cái wifi này nó sáng. Nó sáng đồng loạt ấy. Thì là reset thành công. Chưa được hay sao? Đây, cái con tenda 191388 này chính là cái con wifi này đấy. Đấy. Đây, mình kết nối đến con tenda 191388 rồi nhé. Test thử. Speed test này. Lúc này là 90 à? Đây là 60. Test lại cho nó. Không đủ anh ạ. Sâu vào màu đen đã, cài lại 168.0.1. Kiểm tra lại anh em.
Đây, cái nồi điện Contanda 191388 nhé. Test thử lại cho anh em. Ít ra nó cũng phải gần bằng. Không đạt được nhỉ. Tắt DHCP đi xem nào. Khi anh em tắt DHCP thì cái modem phụ anh em cắm vào cổng LAN nhé. Khi mà tắt DHCP đi rồi ấy, thì cái Contenda này thì nó sẽ là cái trở thành cái con ship. Lúc nãy test cái con Viettel TX này được 90m mà bây giờ là còn có 60m. Không hiểu. Đây nhá. Đây kết nối đến lại cái con Viettel này. Lúc trước mình test được 90m mà bây giờ còn có 60m, không hiểu sao. Đấy. 64. 65. Đây con chính là 65 anh em nhé. Vừa test thử lại 65 này. Kết nối đến cái con Tenda xem. Nó chênh khoảng độ tầm 10m không sao. Tenda này. Ê. Nó kéo thế nhỉ? Đây nha, đạt được rồi này. Đây, con Tenda đây. Bằng model chính cho anh em. Hơn rồi chứ nhỉ. Đối với anh em mà cài sai nhá hoặc là cắm sai nhá thì anh em không speed test được. Anh em speed test nó sẽ báo lỗi. Nó chỉ dạng connect thôi. Còn nếu mà anh em test được trên speed test thì anh em đã cài chuẩn. Đây anh em thấy đúng bằng modem chính chưa? Kết nối lại cái con modem nào, con modem chính xem. Viettel TX này. Ok. 86 à. 90 đi, coi như là 90 đi. Còn phụ xem. Đối với cái 450m này thì nó mất độ 15m so với con modem chính. À, upload vẫn được 92 này. Mỗi download nó phập phù được không? Download thì thấy nó mất một chút nhưng mà không sao nhá, không ảnh hưởng đến. Ở đây anh em cần khoảng độ tầm 20m là chạy bình thường. 75 mất 15. Đấy, video trên đây là hết anh em nhé. Đây là toàn bộ cái quy trình mà lắp một cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang.
anh em cắm dây lan này, từ dây lan này, từ một đèn chính này, có một cái đoạn dây lan 1 mét cắm sang cái cục chuyển quang. Từ cục chuyển quang này mình sẽ cắm cái dây cáp quang, từ dây cáp quang chạy sang cái bộ chuyển quang của con B, con A hoặc B đều được. Đó. Từ cái bộ chuyển quang này cắm một cái dây lan, cắm một cái dây lan này chạy sang con wifi phụ, thế là xong. Rồi, chào anh em nhé. Đây anh em ạ, đây là cái trường hợp mà anh em cắm sai nhá, cắm sai cổng lan hoặc là cắm sai cổng lan của modem phụ, hoặc là anh em cài sai modem phụ nhá, là nó sẽ báo bị lỗi như này. Anh em sẽ vẫn sử dụng được mạng bình thường. Nhưng mà một số các ứng dụng như kiểu TikTok hoặc là Facebook nó lướt nó sẽ kém. TikTok hay sao? Vào TikTok. Ở đây là đang mình đang cắm sai nhá, đang thử. Đây, TikTok anh em này. Nó không được này. Đấy. Đối với cái trường hợp như này thì anh em thử bằng cái cách như sau, anh em vào speed test nhá. Anh em chọn go. Nếu mà nó không test được nhá. Đây này. Nó báo lỗi này, lỗi mạng này. Đấy. Thì anh em thực hiện cắm lại cái dây lan. Dây lan cắm vào lại cổng lan nhé. Khi mà anh em speed test được, có nghĩa là anh em cài đặt chuẩn. Đây, mình đã cài đúng về này. À, cắm đúng cái cổng lan của nó này. Đóng đi ạ. Đây, nó cho connect luôn. Đấy, anh em vào lại TikTok nhé. Đấy. Đấy.